da, ơi da đứa nào kéo tao vậy? Này anh Long, hóa ra anh bị hói. Này em trai dám chê anh à? Sao mụn đầu đen của mình ngày càng to thế? Nhờ anh cầu xin xử lý. Chuyện gì thế nhỉ? Ôi sao mát quá, ta có cảm giác không ổn. Em mất hết sức rồi, anh ở lại nha, em đi trước. Khó chịu quá, chắc chúng ta bị trúng độc. Không lão dùng câu gì đó. Em không muốn đi,